Liên quan đến vụ việc Trần Ngọc Phúc hay còn gọi là Phúc XO, người được mệnh danh đeo vàng nhiều nhất Việt Nam đang bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vào ngày hôm nay 12 tháng 4, tại cơ quan công an, Phúc XO đã thừa nhận toàn bộ số vàng khoe trên mạng xã hội đều là giả. Anh này đeo nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, phục vụ cho việc kinh doanh và kiếm tiền ở trên mạng. Và thông tin này khi mà đưa ra thì cũng khiến cho không ít những người cảm thấy bất ngờ. Vì trước đó không lâu thì chính Phúc XO đã từng tổ chức buổi livestream về lò luyện vàng đặt tại tư gia của mình. Tại cơ quan công an, Phúc XO khai nhận tất cả trang sức có kích thước to đeo trên người là vàng giả ngoại trừ nhẫn. Thậm chí chiếc mũ vàng có chữ XO mà Phúc từng đăng trên mạng xã hội có giá 1,8 tỷ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là vàng giả. Những chiếc mô tô phân khối lớn mạ vàng từng gây sốt cộng đồng mạng cũng là Phúc nhờ người sử dụng đề can dán vào xe. Cũng theo lời khai của Phúc XO, thấy người dân hiếu kỳ nên Phúc tạo bề ngoài là người đeo nhiều vàng, đeo nhiều trang sức vàng khủng để câu like, kiếm tiền như trường hợp của Khá Bảnh và gây chú ý đến quán karaoke của anh ta. Ngoài ra, dàn xe biển số tứ quý thực chất cũng là biển số giả. Hiện công an đang xác minh lời khai của Trần Ngọc Phúc, chờ kết quả luận giám định mới biết được số vàng Phúc đeo là thật hay là giả.